Vâng, xin chào các anh em yêu âm nhạc trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay em cũng muốn giới thiệu cho anh em chiếc đầu CD Marantz 50. Đây là cái dòng cũng được rất nhiều anh em ưa chuộng. Vì cách đây khoảng tầm một tháng, hơn tháng gì đấy, thì em cũng có một con CD về thì cũng chỉ trong vòng có mấy ngày thôi thì đã có anh em đã chốt và lấy rồi. Hôm nay em cũng cũng về tiếp con nữa. Thế thì con đầu CD 50 này thì là sản xuất tại châu Âu và sản xuất tại Đức, và linh kiện thì là của Bỉ. Đấy, anh em nhé, nó có hai dòng là sản xuất linh kiện của châu Âu thì điện của nó 220, và sản xuất tại Nhật thì là điện của nó 100. Nên là cái dòng này điện 220 nên nó cũng rất là tiện lợi cho anh em sử dụng. Với dòng này này thì là rất là chất lượng và rất là đẹp, và dùng giải mã 1541A, và mắt thì mắt quăng, mắt rất khỏe, rất tốt để mà sử dụng được những cái dòng như thế này. Để so với tầm tiền như những con Sony hoặc những đờ nông cao cấp hơn thì thực sự ra những dòng này nó ăn đứt luôn đấy anh em ạ. Thì trước tiên em cũng sẽ giới thiệu qua về cái chất âm của con này. Thì hiện nay em sẽ sử dụng một cái đĩa lòng trắng và đĩa in từ ngày xưa, 5.000 từ ngày xưa, để cho anh em xem nó ghi mắt nó nhạy và nó như thế nào. Đấy, vào cái là mắt nó đọc ngay và không kén đĩa nha, dòng mắt con này không kén đĩa nhá, đĩa nào nó cũng sơi, đĩa nào nó cũng sơi hết đấy. Đây là tua, đây nốt tua đấy, dừng một phát là dừng một cái là lên bài ngay, chứ không phải cái gì. Đấy, ví dụ như anh em ấn ấn bài nhá, thế hỏi nếu mà ví dụ ấn số 4 này thì phải ấn play này thì là nó mới đọc được, thế còn không thì ta ấn lùi văn tiến thì là nó sẽ lên luôn đấy anh em nhá. Thế bây giờ em sẽ có một cái đĩa lòng vàng đây. Đĩa lòng vàng, đĩa cũng rất là lâu rồi. Để cho anh em xem mắt nó khỏe và nó tốt như thế nào. Đấy. Mắt nó khỏe và tốt như thế nào. Thì bây giờ em sẽ lấy một đĩa phono. Đĩa phono thì là đĩa 30.000 đây rồi. Thì là để anh em xem là cái chất lượng đĩa bây giờ thu thì nó chất âm nó sẽ như thế nào. Để anh em xem. Thì dòng phono thì nó cũng rất là quen thuộc với anh em mà chơi đĩa rồi. Thì chất âm thì nó cũng sẽ nét hơn. Đấy. Đấy. Thì con này mới về với tình trạng là rất đẹp luôn. Đây em sẽ trước tiên em sẽ giới thiệu cái nắp. Đây đây, nắp đây. Nắp của nó đây. Rất đẹp luôn này. Đấy. Nó là sơn sần anh em nhá. Sơn sần. Các cạnh tiếp là rất là đẹp luôn. Đây. Đấy. Các cạnh nó rất đẹp. Và mặt của nó đây.
ở cái chỗ này nhá, là anh em nhìn là nó do ánh sáng này, này chứ là không phải là xước đâu nha anh em nhá. Đấy, nó do này. Đấy, thì đâm ra nhìn như thế này thì nó có vẻ ấy, chứ còn rất là đẹp luôn này này. Đấy, đây em sẽ lia cho anh em xem, con này mới đẹp lắm. Đấy. 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 Mặt rất đẹp luôn. Đây em sẽ cho anh em xem ruột gan con này. Đấy. Đấy anh em xem cái giải mã của nó là ở trong này. Đây 1541A trong này đây. Nhưng mà có thể là do là ấy thì phải xem anh thì mới đấy. Rất là đẹp luôn, cặp mạch miết không một mối hàn luôn. Anh em xem. Rất đẹp. Rất mới luôn anh em nhé. Nguồn này. Có cái cầu chì ở trong này. Đấy. Và ở đằng sau đây em giới thiệu. Đây có cái số series của nó là 114092. Đấy. Make in Benzum là của bình điện 220. Điện 220. Trước đây có một cá con thì tem này, cái tem vàng thì nó rách mất một nửa. Con này thì còn nguyên. Đấy. Đấy nó có cái đường cổng đồng trục này. Và đường này đường ra của nó thì là đường ra trực tiếp. Còn con này là đường ra mà nó qua cái âm lượng của điều khiển. Con này nó có hai đường ra. Đấy, đường vào đường ra của đồng trục thôi, cổng vào. Đấy. Hai bên rất đẹp luôn. Anh em nhé. Này rất là đẹp luôn. Vâng, anh em mà đang xem cái clip này thì thấy cái clip mà nó hay thì anh em cũng tương tác giúp cho em. Và cái clip mà nó cũng không hay thì anh em cũng tương tác đóng góp giúp cho em để em dần dần cải thiện cái kênh của em ngày càng tốt hơn. Và anh em nào mà đang theo dõi kênh của em thì cũng cho em xin một like. Và anh em nào mà chưa đăng ký thì cũng đăng ký kênh của em và ấn nút chuông đỏ để ở bên tay phải để theo dõi thêm những cái mặt hàng mới mà em về phát lên trên kênh của em để anh em theo dõi và lựa chọn được những cái mặt hàng mà lựa chọn những cái sản phẩm mà anh em ưa thích và để cho vừa túi tiền mà cũng cân nhắc. Vâng, xin cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. À vâng, cho em xin thêm nữa là em sẽ báo giá một cái con CD này. Thì con CD 50 với tình trạng rất đẹp luôn như thế này thì em bán với giá là 5.3 triệu, giá không bao ship anh em nhé. Và anh em nào quan tâm thì cũng hay vào số Zalo hoặc là số điện thoại của em vào Zalo hoặc Facebook để theo dõi thêm và nhận thêm những cái hình ảnh chi tiết của chiếc đầu CD này. Vâng, xin cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi.